Xin chào tất cả các bạn khỏe không? Ngày hôm nay Tuyền sẽ chỗ tài nấu cái món này để đãi ông xã Tuyền với bé Lin và một vài người bạn đến chơi nữa các bạn. Thì Tuyền nấu cái món này là đặc sản hương vị của miền Tây đó các bạn. Đó là vịt nấu chao. Thì các bạn ơi, nói đến vịt nấu chao, món vịt nấu chao á, thì chúng ta phải có vịt nè các bạn. Thì Tuyền có đây một con vịt là khoảng 3,1-3,2 kg á các bạn, rất là to luôn. Tuyền mua ở trong tiệm của người Hà Lan họ bán á các bạn. Thì một cái con vịt này á, khoảng 1,1-3,1 kg mà họ bán khoảng 13 euro các bạn. Tuyền mua con vịt này và Tuyền có một ký khoai sọ ở đây, đó là cái nước Coco Rico, là nước dừa đó các bạn, nước dừa họ để vào trong lon đó. Thì Tuyền có đây là một hũ chao nè, một củ tỏi nè, hai nhánh gừng nè. Nhưng mà Tiền cũng giả sẵn một nhánh gừng ra đó các bạn. Tí nữa Tiền sẽ trộn với rượu trắng và muối để mà Tiền rửa cái con vịt này. Và Tiền có đây là hạt điều nè các bạn. Tí nữa Tiền sẽ lấy màu dầu điều Tiền xào với thịt vịt đó, để cho vịt có màu đỏ đỏ rất là ngon. Và Tiền có hành tím nè. Thì các bạn biết sao không, khi mà mình mua thì các bạn biết sao không, vịt đó các bạn rất là hôi lông các bạn. Tất cả mọi người họ sợ ăn vịt là tại vì họ sợ nó có cái mùi á. Thành ra là mình bằng cách là mình rửa con vịt này mà mình muốn cho nó không có cái mùi nhiều á, thì mình giã gừng ra và mình trộn rượu trắng vào, muối vào, mình thoa hết. Mình thoa hết từ đầu đến cuối. Rồi mình thoa trong người của con vịt luôn các bạn. Thì khi mình nấu lên á, cái mùi vịt đó nó không còn nhiều nữa. Thì bây giờ Tiền bắt tay vào Tiền rửa vịt. Bây giờ Tiền sẽ rửa cái con vịt này nè các bạn. Thì các bạn cùng làm với Tiền cho vui nhé. Thì cái con vịt này các bạn biết không, lông rất là nhiều các bạn, nhiều lắm các bạn, rất là nhiều mỡ luôn. Nè hỏi. Bây giờ Tiền sẽ cho gừng với muối vào này các bạn. Rồi Tiền sẽ cho một ly rượu trắng này nè vào trong cái gừng muối này. Tiền sẽ dùng tay Tiền bóp lên. Tiền sẽ bóp lên cho cái muối với cái giấm này nè. Ủa, cái muối với cái rượu á các bạn. Muối với rượu với gừng nè. Muối với rượu với gừng á các bạn. Nó tan ra. Giờ Tiền sẽ thoa lên mình của con vịt này. Các bạn nhìn thấy hai cái cánh nó như là hai cánh đại bàng đó các bạn. Mua cái con vịt này về làm cực lắm các bạn ơi. Mình thoa hết, cho vào bụng này mình thoa luôn. Rồi sau đó mình dùng hai tay các bạn, mình thoa khắp người luôn. Thì khi mà mình nấu lên đó các bạn, thì cái mùi gừng nè, rượu nè với muối á, nó sẽ không còn hôi nữa các bạn. Hiện tại thì Tiền ngửi rất là thơm mùi gừng. Massage cho nó, massage chân cẳng luôn. Rất là thơm. Nhưng mà các bạn không có rượu trắng á, các bạn mua rượu vodka các bạn. Cái rượu vodka nó cũng thơm, nó cũng là giống như là rượu trắng của mình á. Nó cũng 40 độ đó các bạn. Thì mình thoa cỡ khoảng 2 phút thôi mình nghĩ là được rồi các bạn. Tiền đã rửa xong rồi nè các bạn, sạch sẽ rồi, cái mùi hôi cũng không còn hôi nữa các bạn. Tại vì Tiền rửa bằng gừng, rượu và muối á các bạn, Tiền xoa thật là nhiều ở trên cái da của con vịt này các bạn. Thì bây giờ Tiền thấy là mùi không còn nữa, bây giờ Tiền sẽ chặt ra và Tiền sẽ ướp. Tiền sẽ và bây giờ Tiền sẽ chặt cái con vịt này ra các bạn. Tiền trải cái báo ở dưới cái gỗ á các bạn và Tiền lót tấm thớt lên. Wow, to dễ sợ luôn các bạn. Thịt vịt á,
Thịt vịt thì đã chặt xong rồi nè các bạn. Các bạn thấy thịt rất là nhiều luôn, thịt đỏ ao à các bạn. Nhưng mà có cái là mình làm lông á mình thấy ngán quá, rất là ngán, tại vì lông quá nhiều luôn, lông con á các bạn. Thì ngửi thử miếng thịt vịt coi. Bây giờ nó thơm lắm các bạn, nó không có còn hôi mùi vịt nữa các bạn ơi. Thì bây giờ Tiền sẽ cho gia vị vào. Tại vì một tí nữa đó các bạn, Tiền đã nấu với cái nước dừa rồi, thì thành ra Tiền cho hai cái muỗng cà phê nhỏ đường thôi. Là Tiền cho vào đây là 3 muỗng cà phê muối các bạn. Tiền cho 3 muỗng cà phê muối. Tiền cho 1 muỗng cà phê bột ngọt các bạn. Và sau đó Tiền sẽ cho nửa hũ chao vào. Tại vì Tiền ướp chao luôn các bạn để cho nó thấm vào thịt vịt đó, cho nó thơm đó các bạn. Còn lại một ít Tiền sẽ làm nước chấm. Chao rất là thơm luôn. Chao này là chao ớt các bạn, nhưng mà cái màu nó không có. Chao này là chao ớt nhưng mà cái màu mình thấy không được đỏ lắm. Giờ Tiền sẽ trộn Tiền ướp lên. Để khoảng 1 tiếng sau Tiền sẽ nấu các bạn. Bây giờ Tiền sẽ bằm tỏi với hành Tiền cho vào cho thơm các bạn. Và sau đó Tiền để 1 tiếng Tiền sẽ đi nấu lên. Tiền sẽ sắc hai củ hành tím và Tiền cho vào ướp cho nó thơm các bạn. Thì băm miếng gừng nữa các bạn. Vịt đóng chao thì giờ mình cho miếng gừng nữa thì nó thơm, nó sẽ thơm nhiều hơn, ngon hơn các bạn. Rồi miếng đó hồi đó Tiền sẽ bọc ra Tiền xào. Mình băm tất cả những cái này nó nhuyễn ra. Cũng nát nát thôi các bạn, cũng không cần nhuyễn lắm đâu các bạn. Nát nát thôi là được rồi. Thì sẽ cho hết tất cả cái này vào trong vịt. Thơm quá thơm các bạn ơi. Bắt đầu là Tiền sẽ xào thịt vịt lên các bạn. Thì đây là Tiền có hành tím nè, có tỏi nè và có gừng, Tiền sẽ cho vào. Tiền cũng khuyên một tí màu dầu điều luôn các bạn, để mà cái thịt vịt của mình đó nó có màu cho nó ngon. Khi mà hành đã vàng rồi đó thì Tiền sẽ cho thịt vịt vào. Tiền sẽ cho cái thịt vịt này vào. Thì khi mình cho thịt vịt vào các bạn, mình mở lửa hơi lớn lên để cho cái thịt vịt nó săn lại á. Thì sau đó mình sẽ đổ nước dừa vào, mình nấu. Thì cái nồi này nó cũng hơi sâu lồng á các bạn, thành ra là mình cầm móc, mình xốc nó lên nó dễ hơn. Dễ hơn là mình lấy chiếc đũa. Thì Tiền để khoảng 5 phút cái thịt vịt săn thì Tiền sẽ cho nước dừa vào. Mình nấu bằng cái nước dừa này nè các bạn thì ăn rất là ngon, thơm ngon mà ngọt nữa. Bây giờ thịt vịt đó Tiền thấy đã săn lại rồi, Tiền sẽ cho nước vào. Đây là nước dừa nè các bạn, Tiền sẽ cho nước dừa vào. Và Tiền cho thêm khoảng 1 lít rưỡi nước nấu chín nữa các bạn.
Tại vì khi mà mình nấu cái nước nó rút lại á, nó còn ít nước lắm. Rồi những hồi đó mình còn bỏ khoai vào nữa. Thành ra là Tiền cho thêm 1 lít nước, 1 lít rưỡi nước đun sôi vô. Mà mình đợi cho nước nó sôi lên và mình sẽ khi nào mà mình nấu được khoảng nửa tiếng đó các bạn, thì mình hãy cho khoai vào. Tại vì khoai rất là mau chín, vịt thì lâu chín các bạn. Thành ra là trước tiên mình phải nấu trước nửa tiếng đi, rồi mình hả cho khoai vào trong. Các bạn ơi, nãy giờ Tiền cũng đã nấu cái vịt nấu chao này được khoảng nửa tiếng rồi đó các bạn. Thì bây giờ Tiền thấy là vịt cũng mềm rồi các bạn. Vịt nó to nhưng mà nó không có dai lắm đâu các bạn. Thì nãy giờ Tiền thấy là vịt đã mềm rồi đó. Thì bây giờ Tiền sẽ sắc khoai sọ đó các bạn. Tiền cho vào sọ, Tiền đã khoai sọ Tiền đã rửa sạch sẽ rồi đó các bạn. Bây giờ Tiền sẽ sắc, Tiền cho vào trong cái nồi vịt nấu chao các bạn. Bây giờ Tiền ngửi cái mùi vịt nấu chao á, ngon lắm luôn rồi. Sắc làm hai về thôi, tại vì cái củ khoai sọ nó cũng không có to lắm. Mà nếu mà mình sắc bé quá đó thì cái khoai nó sẽ bị nát ra, nó không ngon nữa. Lâu lâu quá các bạn, mình nấu một nồi vịt nấu chao quá cho gia đình ăn á thì rất là ngon các bạn và rất là đặc biệt. Vịt nấu chao quá thì rất là thích ăn khoai các bạn. Nó bùi bùi, nó thơm thơm, rất là ngon. Giờ Tiền sẽ cho khoai vào trong nồi. Cái nồi nấu chao giờ là hấp dẫn lắm rồi các bạn ơi. Mình xào một tí màu dầu điều lên đó các bạn. Thì cái nồi vịt nấu chao quá mình thấy cái màu nó hấp dẫn hơn. Màu dầu điều vào quá các bạn thì nhìn cái nồi vịt nấu chao á nó tái lắm các bạn, cái màu nó nhợt nhạt lắm, nó không có cuốn hút cái bao tử của mình. Thì khi mình bỏ khoai vào á, mình bật lửa lớn lên các bạn. Bây giờ Tiền thấy thì ngửi là ngon lắm rồi, thơm ơi là thơm luôn các bạn ơi. Thì khi mình bỏ khoai vào á các bạn, Tiền nấu thêm 15 phút nữa thôi các bạn. Tại vì cái khoai sọ nè rất là mau chín. Tại vì củ khoai nó nhỏ vậy nè các bạn. Thành ra là mình nấu rất là mau chín. Cái khoai sọ mà nó chín rồi đó các bạn, nó ra cái nước sạch sạch á, mình ăn mình thấy ngon lắm, hấp dẫn lắm. Đó, bây giờ khoai sọ Tiền đã cho vào rồi. Thì Tiền sẽ để thêm 15 phút nữa là Tiền tắt lửa là được rồi. Bây giờ vịt nấu chao cũng đã gần chín rồi các bạn. Thì Tiền bắt một cái nồi nước này lên để Tiền luộc bún các bạn. Vịt nấu chao mà mình ăn với bún thì rất là tuyệt vời các bạn ơi. Đây Tiền sẽ tí nữa nước sôi Tiền sẽ cho bún vào. Khi các bạn luộc bún các bạn cho vào cái nồi này nè, một tí giấm, một tí dầu ăn. Để khi mà mình luộc bún các bạn, cái cọ bún nó trắng. Và khi mình xả bún thì cái bún nó không có bị dính lại các bạn. Và một món không thiếu trong vịt nấu chao nữa các bạn, đó là rau để mà mình nhúng vào cái vịt nấu chao mình ăn á. Thì Tiền cũng mới mua cái cải xanh này nè các bạn, cái cải ngọt này nè, ngon lắm. Thì mua 2 túi. Bây giờ nước luộc bún đã thôi rồi đó các bạn, Tiền sẽ cho bún vào. Thì cái bún này mình luộc khoảng 10 phút là chín rồi các bạn. Cái bún gói này nè, bún khô mình luộc khoảng 10 phút là bún chín rồi các bạn. Tiền đã cho tí giấm, tí dầu ăn vào đây rồi. Trong thời gian mà đợi bún chín đó các bạn thì Tiền sẽ rửa rau các bạn. Tiền được mua được cái rau này rất là ngon luôn các bạn. Rau này là rau cải ngọt đó các bạn. Người Việt Nam mình đây họ trồng này các bạn. Nè các bạn thấy không, rất là non, rất là ngon luôn. Tí nữa Tiền sẽ nhúng vào trong vịt nấu chao các bạn. Tiền bắt đầu Tiền xả bún các bạn, bún đã chín rồi. Chứ
chứ đi mình xả nước lạnh trước các bạn, rồi từ lạnh á nó sẽ đi qua nóng rồi là cái bún nó rất là ngon các bạn. À, bây giờ thì xả từ lạnh đó các bạn để qua đến nóng thì cái bún của mình nó sẽ khô lại, nó rất là ngon các bạn. Mình xả cho hết cái nước đục của bún nè, thì sau đó cái bún nó sẽ rất là ngon. Mình cứ sàn trong cái rổ này nè các bạn. Thì các bạn khi mình xả cái bằng nước nóng đó các bạn, một hồi nữa cái bún mình nó khô lại ngon lắm, rất là ngon các bạn. Thì thấy rổ bún rất là ngon rồi nè. Bây giờ cái nồi vịt nấu rau cũng đã chín rồi nè các bạn, khoai đã chín, thịt cũng đã chín rồi nè, các bạn thấy ngon rất là hấp dẫn luôn, cái màu sắc rất là đặc biệt các bạn. Thì sẽ nêm lại một lần nữa coi vừa ăn chưa. Wow, đậm đà ngon lắm các bạn ơi. Thì Tiền nấu cái con vịt này khoảng 3kg, khoảng 3kg đó các bạn. Tiền nấu là mốt nước dừa các bạn, Tiền nấu 3 lon nước dừa đó, nước dừa mà nước dừa tươi nha các bạn. Và Tiền nấu thêm là khoảng 1.7 lít nước đun sôi nữa các bạn vào trong đây, thì nó ngập lên cái mặt như vậy. Thì Tiền nấu khoảng 1kg khoai sọ đó các bạn, chung vào thì Tiền thấy cái nước với cái là vừa với nhau đó các bạn. Tại vì tí nữa mình còn nhúng rau nữa, thành ra là cái nước với cái này là vừa với nhau lắm luôn rồi. Bây giờ món vịt nấu chao Tiền đã nấu xong rồi nè các bạn. Có rau xanh rất là ngon luôn nè, rồi bún nè, rồi đó cái nồi lẩu nè. Đây, đây vịt nấu chao. Đây các bạn thấy một cái nồi vịt nấu chao rất là hấp dẫn không? Rất là ngon luôn. Thì Tiền xin mời các bạn cùng thưởng thức với Tiền nhé. Và Tiền cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi ngày hôm nay Tiền nấu món vịt nấu chao. Tiền xin chào và chúc tất cả các bạn luôn có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an và may mắn.